thời điểm này thì có nên đầu tư bất động sản lướt không? Thì nếu là mình thì vẫn có thể hoặc cũng có thể không, bởi vì quan trọng bạn là ai và cái số tiền bạn đầu tư như thế nào. Nếu mà bạn lấy cái số tiền đấy là từ đều là vay ngân hàng thì mình khuyên là không. Còn nếu có tiền thực của bạn và bạn hiểu cái phân khúc bạn đang theo đuổi, hiểu cái khu vực bạn đang theo đuổi thì bạn nên đầu tư. Đấy, lãi bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là cái bạn kiểm soát được nó. 50, 100, 200, 300, 500 hay 1 tỷ cũng đều được. Nhưng mình phải hiểu về khu vực đó. Bởi vì cái đầu tư lướt ấy gần như là nó làm cho chúng ta cái tâm lý và cái cảm xúc chúng ta nó rất bị dao động. Có nhiều người mua bất động sản về lo lắng đến nỗi mất ăn mất ngủ, hai vợ chồng cãi cả nhau cơ. Được không ạ? Rồi các cái công việc hàng ngày của chúng ta cũng không làm được. Nên đầu tư lướt biết là nhanh có tiền đấy. Nhưng có những trường hợp ấy mua năm nay được có 200 nhưng để từ năm nay đến năm sau ấy, nó ít cho 6 lần. Nên là đấy là cái câu chuyện là chúng ta phải hiểu về khu vực đó, hiểu về phân khúc đó thì các bạn mới đưa ra được cái chiến lược cho mình được.